Good morning. Chào cả nhà. Hôm nay trời vô cùng xinh đẹp các cậu ạ. Để mình cho mọi người xem nắng. Đã chưa? Trời ơi, nắng mà nó hơi se se lạnh ấy, thôi nó ấm ấy. Đã dã man. Một chút nhỏ xinh của vườn mình này. Nó lộn xộn lắm. Ok. Đi vào bài học ngày hôm nay, mình ôn lại ngày hôm qua một xíu 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 xíu. Let's go. Quy tắc là đọc lớn, nhìn vào chữ và nhớ nghĩa. Chỉ thế thôi ha. Ok, không nhìn bên này nhá. Tạo tượng tăng tắc trắc gì nhỉ? Thải thoái tổn cái này là thuộc này, cái này là xuất năng, à không phải, thái, trạng thái, đoàn, đoạn, xây nhà là gì nhỉ, trúc, trương, thống, tích, địch, thích, trình, đề, đồng, đạo. Đạo này là chỉ đạo ha. Đức, trong đạo đức ha. Độc, nhiệm, bà, phán. Cái này mình đã nhìn bên cạnh rồi các cậu ạ. Mình đã không nhớ được chữ này. Phán, phạm, phá, năng, nhiên, bản, tỷ, phì, phi, bị, phu, phụ. Phu thế khác nhỉ? Phụ trong phụ nữ ha. Phụ, 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 phụ. Cái này mình cũng quên này. Bố, bần, bình. À đây là bình. À đây là bình. Còn đây là biểu. Biểu trong gạo ha. Ok. Mình đã quên hai chữ. Mọi người quên bao chữ mọi người? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Chúc mừng nó lên đây. Ok. Let's go. Đi sang từ mới nào. Chúng ta có một Pomodoro để học. Một trang mọi người ạ. Yamaso. Phú, vũ, phục, phức, phật, báo, mộ, trong chiêu mộ ấy cũng có, bảo, biện, biên, phong, phòng, mộ, bạo, vụ, dư, thâu, miên, mê, mộng, dự, dung, lược, lưu, lãnh, ánh, vũ, vực, di, dị, duyên, duyên nữa, ngã, hôi, khuếch, can, chu, các, cách. Cũng khá là phức tạp đấy nhỉ. Hay, mình sẽ giải nghĩa nha. Phú, đơn giản thôi, phú quý, phong phú, trong chữ Fuji là chữ này, đơn giản ha. Tiếp là vũ, trong vũ khí. Vũ khí à? Vũ khí thì chúng ta thấy cái bộ này là bộ binh thủ này. Bộ này mọi người. Đấy, cái bộ này là luôn luôn liên quan đến binh khí các kiểu đấy. Thì đây sẽ là vũ khí ha. Phục, trong phục hồi. Con đường này, chữ này không thôi cũng đã là phục rồi ha. Đó là một người nằm xuống bao nhiêu ngày đêm để sửa chữa bàn tay để có thể đi lại, bàn tay bàn chân để có thể đi lại trên đường phố, phục hồi lại ha, phục hồi. Phức, trong phức tạp. Cũng
cũng là chữ phục này, xong rồi đổi cái bộ đầu ở bên trên thôi, ở bên cạnh thôi, ở bên trái. Thì cái này là bộ thần ha. Bộ này là bộ đạo. Bộ đạo là mình phục hồi để mình đi đi lại ở trên con đường ha. Còn phức này là phức tạp. Thì khi mà mình nằm rất là nhiều ngày đêm để mình phục hồi lại cơ thể, để mình thành thần, trở nên phức tạp. À, nằm nhiều quá thành phức tạp ha. Tâm lý nó không ổn nữa, thành phức tạp. Phật trong Phật giáo, một người và tư, thì Phật cũng là một con người vĩ đại, đúng không mọi người? Và một cá nhân Phật đã có thể thay đổi được bao nhiêu là số phận của con người ha. Mình cứ nghĩ như thế, trông rất là đơn giản nhưng không đơn giản một tí nào. Đấy, báo, trong báo cáo, trong hokoku ha, báo cáo. Thì mình báo cáo cái gì đây? Mình báo cáo thổ nè. Thổ nè. Thổ đây. Xong rồi thập đây, xong rồi chữ lập ở giữa. Báo cáo cũng là thổ, cũng là thập, với hai chữ thập và lập ở giữa. Báo cáo về việc mình thành lập 20 cái nơi gọi là để may mặc đấy, liên quan đến áo quần, đúng không? Tiếp đến là phong phú. Phong trong phong phú, chữ này phong phú, nó là chữ này luôn đấy mọi người, là rất dồi dào ha, chữ phong phú ở tiếng Việt luôn đấy. Thì phong tức là sao? Tức là mình thấy đậm, chữ đậu phụ nè, trồng trên rất là nhiều ở vườn tược nè, nên là rất là phong phú, có rất là nhiều loại đậu, đúng không? Phong phú. Phòng, phòng là phòng trống. Mỗi chữ này thôi nghĩa là chữ phương, thêm cái một mảnh gò đất nữa thì mình sẽ có sự phòng trống. Bên này là gò đất để che chắn, để cái phương bên biển này, bên này cái phương bên biển mình sẽ phòng chống lũ lụt chẳng hạn ha. Mậu và mậu dịch à, mậu boe ki đấy mọi người. Mậu dịch thì chúng ta thấy là mậu dịch là liên quan đến tiền tài rồi, đúng không? Thì sẽ có bộ bối nè, xong bộ bối là sẽ có mọi người cũng không, chắc cũng chưa học chữ lưu, nhưng mà lưu trong đây đi lại các kiểu đấy, lưu đây, lưu học sinh trong chữ lưu. Tất nhiên không phải chữ lưu này ha, nhưng mà ý là có bộ giống ở đằng trên này. Có một cái đao. Mậu dịch liên quan đến tiền, liên quan đến chức danh, liên quan đến cần những đao to bối lớn ha. Tiếp đến là bạo. Trong bạo lực, bạo lực thì chúng ta có bạo lực hàng ngày ở trên đường nè, ở trên trường nè, đúng không? Tiếp đấy là vụ, là sự vụ, là diêm ngự cũng là việc trong kiểu sự vụ, trong cái như kiểu làm văn phòng ấy, là diêm ngự, đúng không? Sự vụ thì có tài nè, có năng lực nè, có bàn tay để làm việc nè, đúng không? Tiếp đến là ta sẽ có mộng mơ, mộng, như mẹ. Mộng ha, này thì đơn giản nè. Mộng thì là mình sẽ thường sẽ mơ những cái mộng đẹp nè. Thảo nguyên xanh, có bộ thảo nè. Mắt đang nằm, tức là mình đang ngủ ở trên giường nè, vào buổi tối nè. Mê là lạc mê cung. Lạc mê cung, mê. Mỗi cái bộ này, trong bộ trong này thôi là mễ, đúng không mọi người? Thì một hạt gạo đã bị lạc ở trên đường, đúng không? Mê. Tiếp đến là miên, bông vải. Bông vải. Bông vải là mình đã thấy là có bộ mịch rồi đấy, đúng không? Sợi này, mịch này, liên quan đến vải ha, vải vóc. Là một bông vải thôi. Có bộ cân này, cái khăn ha. Nó cũng liên quan đến vải vóc. Miên. Miên, 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 bông vải. Mình nghi là mình không thuộc chữ này quá. Miên hiểu nhưng mà
Đọc là miên thì hơi khó ha. Tiếp mình sẽ có thâu nhập khẩu. Yushitsu và yushitsu là xuất khẩu nhập khẩu. Mình đang làm về mảng này nữa, cho nên mình nhìn cái chữ này chán luôn rồi. Nhập khẩu, thâu ha, thâu xuất và thâu nhập. Thì nhập khẩu các kiểu, xuất khẩu các kiểu thì mình sẽ phải có xe để đi lại di chuyển nè, đúng không? Mã, xong rồi hàng tháng mình sẽ phân đoạn bằng bộ đao, phân tách và tính toán thôi ở trong nhà. Tiếp đến là dư. Dư, chúng ta dư cái gì nào? Dư là dư thừa ấy mọi người. Dư thì ở trong nhà mình sẽ tưởng tượng đây là sen là 1.000 đi, 1.000 sen, sen là 1.000 yên ấy. Từ 200 ngàn Việt Nam ấy mọi người, 200 hơn siêu siêu. Thì dư là dư thừa. 1 sen mình tiêu mình vẫn còn dư. Thế là mình cái gì ở đây nhỉ? Mua thêm hai que. Xàm vãi cái này. Dư. Mình vòng lại vì cái độ xàm của mình. Dự là gửi. Gửi dự có một cái đầu bộ hiệt ha. Cái đầu và chân nữa thì sẽ thành một người đang gửi những cái bộ này, là bộ dự, là dự định đấy mọi người. Nó hơi bóng nhỉ. Là dự gửi đi ha. Dung là bao dung. Bao dung hoặc là dung này cũng là nayo, là dung lượng, là nội dung các kiểu nữa. Thì chúng ta sẽ có bao dung. Mình cứ hiểu theo bao dung đi ha. Thì mình có trong nhà này. Trong nhà mà lại có thani, lại có một cái thung lũng. Thung lũng bao dung. Vậy thì mình sẽ nghĩ đây là bầu trời đi. Trên dưới bầu trời sẽ có một cái thung lũng, một nơi có thể bao dung mọi thứ. Mình có thể đến và hét lên những thứ mà mình mong muốn được giải tỏa, để có thể bầu trời được bao dung. Sao nhỉ? Để các vị thần sẽ bao dung mình. Lược, chiến lược, sơ lược. Cái này thì cũng không khó nhỉ. Lược là lược bỏ các kiểu nữa đấy mọi người. Tức là nói ngắn gọn thôi ấy. Lược bỏ ấy cũng là lược. Thì mình có điền nè, mình có cách nè. Thì cứ mỗi một cái đồn điền mình sẽ lược bỏ bớt đi. Mình chỉ lấy mỗi từng cái một thôi ha. Tiếp đến là lưu. Lưu lại và lưu trú. Lưu, lưu, lưu. À đây, nãy mình bảo lưu này nè. Đâu rồi nhỉ? Đây, lưu. Lưu trú hoặc là lưu gạc xê cũng là lưu ấy. Là ở lại, lưu lại ha. Học sinh lưu lại ở một đất nước khác. Thì mình chỉ khác ở dưới này là bộ điền, còn đây là bộ mậu dịch, cho nên là có bộ tiền ha. Bộ bối, con sò là tiền ha. Chỉ thế thôi. Lãnh là lãnh đạo. Lãnh cũng có hiệt và một người này. Thì là lãnh đạo mà đúng không? Hay là cái cách mệnh. Một người tìm ra con đường cách mệnh. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Dị là khác biệt. Thì bình thường đồn điền mình sẽ có những cái con vật nó kỳ dị đây. Trông rất là kỳ dị. Và nó trông rất là khác thường. Dị, quá trời dị. Di, trong di trúc. Di, di trúc thì mình sẽ có tiền tài, lại có bộ bối đúng không? Xong rồi mình có một con đường. Tức là cụ sẽ để lại tiền tài cho con cháu và mong con cháu sẽ tìm được con đường tốt để tiến tới tương lai. Vực, khu vực. Khu vực thì nghe thấy khu vực là thấy bộ đất đai rồi đây đúng không? Đất đai mình có bộ thổ nè. Xong rồi khu vực của mình gần như là chiến tranh đấy mọi người. Cái này bộ này cũng là đao binh thủ binh khí các kiểu ấy. Chiến tranh thì những miệng này, khẩu này.
Thì đấy, tất cả mọi thứ nó là một khu vực vực ha. Vũ, trong vũ trụ, bao la vũ trụ, thiên nè, thiên nè, bầu trời bao quanh vũ trụ. À, cái này đúng là mình sẽ nghĩ đến vũ bầu trời, hợp lý ha. Giống như cái chữ này luôn, bầu trời bao phủ. Ánh, trong phản ánh, có bộ ương này mọi người, thì mình sẽ có ương, ánh. Ánh thì có bộ nhật, thì có nghĩa là sao nhỉ? Hằng ngày nó sẽ phản ánh ra trung ương ha. Như thế cho nó đơn giản. Tiếp đến là duyên, kéo dài. Duyên thì bộ này nó khác với bộ này. Bộ này là đạo, còn bộ này là quên mất rồi. Nhưng mà nó cũng hay có nhiều, giống như là trong Kenko nó cũng là cái bộ này đấy mọi người. Thì duyên, mình sẽ có duyên kéo dài, cái sự kéo dài, cái chính nghĩa ha. Duyên, duyên này nữa, nhưng duyên này sẽ là dọc theo, men theo. Có bộ thủy nè, có khẩu. Cái duyên này dọc theo men theo à? Sao mình thấy nó gần gần giống một cái gì đấy nhỉ? Mình sẽ dọc theo cái dòng nước chảy ha. Khẩu là chính mình đấy, là nhân khẩu đấy. Ngã là bản ngã, là bản thân mình. Qua đúng không? Cái này, cái này thì cũng không có gì. Bản ngã của chính mình. Biết sao lại có bộ chiến đấu, bộ đao đinh, đao thủy, binh thủy nào? Bởi vì chính mình phải chiến đấu với chính mình mọi người ạ, thì mình mới trưởng thành được. Không có ai giúp đỡ được mình đâu. Hôi, cho. Thì cho thì sao? Mình đốt ở trong lò thì mình sẽ ra cho đúng không? Nó sẽ có tên là hôi. Rất liên quan. Khuếch, khuếch tán. Khuếch tán thì mình phải dùng tay nè. Xong rồi có bộ quảng rồi đúng không? Quảng là rộng lớn, dùng tay khuếch tán cho nó rộng lớn hơn nữa. Cách là cải cách. Ồ, cải cách, cải cách. Chúng ta sẽ cải cách cái gì đây? Cải cách chữ thập này, cái khẩu này, cải cách chính mình 10 lần để trở nên tốt hơn. Các là nội các, là thành các đúng không? Mỗi cái chữ này trong này thôi cũng là các, là mỗi, là từng cái một. Cái này là môn, ôm bên ngoài là môn. Thì từng cái cửa một ha, nội các. Nội các là rộng lớn, là nhiều mà đúng không? Các. Trong vua chúa ngày xưa đúng không? Trong đền, trong nhà cửa của vua chúa ngày xưa đấy. Các là vỡ. Nó càng ngày càng có những cái từ mà chỉ có không có hề một liên quan gì hết giữa cái tên của nó là cát và cái nghĩa của nó là vỡ và cái chữ Hán của nó là như thế này. Khá là khó mọi người nhỉ, nhưng mà không sao, bởi vì mình học được mà. Có bộ đao này, vỡ vụn thì mình phải dùng đao để chặt nhỏ nó ra đúng không? Khẩu, ui chết. Khẩu là chặt nhỏ ra để ăn đấy, mình ăn đấy. Mình đang nghĩ rất là kỳ dị, kinh dị. Tiếp đấy là chu, cổ phần. Cổ phần thì chúng ta sẽ có chu, cổ phần. Kabushiki gaisa là công ty cổ phần ha. Kabu là cổ phần. Thì cổ phần thì mình có một cái cây nè. Mộc. Mộc này là cái mộc mà mình sẽ dùng làm cổ phần. Cổ phần không phải là tiền, cổ phần là từng cái cây trong cả khu vườn. Thế thôi ha. Và con trâu có hai cái cánh. Cây và trâu. Can là khô khan, khô. Khô ha. Phơi một cái cây, phơi hai ngày thì nó sẽ khô. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới học thuộc. Đọc lớn cùng mình nha. Phú, vũ, phục.
phức phức tạp phức phật thông à quên cáo à quên báo báo mộ mộ phần ha. Ủa cái này mình nói chưa nhở? Sao mình không nhớ là mình nói mộ phần thì mình có bộ thảo này, tức là mình hay các mộ của các người đã khuất thì sẽ đến các đồn điền thảo nguyên và đúng không, đặt ở dưới những cái đất ha. Bảo, ủa sao cái dòng này mình chưa nói sao nhỉ, dòng này mình chưa nói luôn ấy, mình đây xong mình đi xuống đây à. Bảo là bảo đảm, xin lỗi mọi người, bảo đảm ha. Bảo đảm thì hozon cũng là giữ lại đúng không, bảo đảm thì một người này bảo đảm thì sao, phải có người để bảo đảm chứ đúng không, nhân khẩu nè. Và bảo đảm cái cây này là rất là tốt, giữ vững nó. Biện là biện luận, biện luận mình đứng trước bục và mình biện luận. Biên là biên tập, biên tập thì cần có chỉ dẫn đúng không, những sợi chỉ sẽ xuyên suốt để có thể biên tập ra một cái những cái cuốn sách hay này đúng không, có cái thây ma. Biên tập, ok. Bây giờ mình sẽ nói lại nào. Phật phức phục vũ phú, vừa nói xong biên biện thế mà mình quên đấy mọi người, biện bảo mộ bảo bảo này là à, báo báo cáo ha, báo vụ bạo trong bạo lực, mộ phòng phong mộng mê, sợ chỉ là gì nữa, cái gì hả, miên bông vải hả, miên miên mình biết ngay là mình không thuộc tới này, miên thâu dự dư dư thừa không phải dự, dự là dự định, dự lãnh lưu lược dung dự dị di vực. Mình đọc định là khu. Vũ ánh khuếch hôi, chính mình là gì nhỉ, bản à, ngã lấy thành bản ngã, ngã duyên duyên cách các vỡ cát 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 các, còn đây là cát chu can. Cũng không khó lắm mọi người ạ. Ok, đi bên này sang ha. Phật báo vụ dư lãnh ánh khuếch can cái gì nhỉ, chu cho là hôi. Vũ trong vũ trụ, lưu thâu bạo trong bạo lực ha, mộ phức phục hộ bảo 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 bảo, chữ hộ là chữ khác quên đúng không, bảo mậu miên lược lược vực, ủa lại quên ngã bằng ngã, cát các duyên di dung này là gì nhỉ, mễ à không mê 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 đi lạc ấy nhỉ,
phòng, biện, trong biện hộ. Vũ phong phú, phong phú bên nào? Phú bịa, biên, biên tập, biên tập ra những cuốn sách hay ha. Biên, biên, biên. Phong mộng dự, dị duyên cách. Wow, thử nhìn mỗi bên này thôi, thử xem. Ikimashou. Phú, vũ, biên, phong, biện, phục, phức. Bảo, phòng, mộng, dự, mê, mộng, mụ, Phật, báo, bạo, xem bạo lực ha. Miên, bông vải, dung, dị, duyên, di, lược, khâu, thâu, vụ, dư, trong dư thừa ha, lưu, vực, duyên, cách, các, ngã, vũ, lãnh, lãnh, đúng không? Người tìm ra đường cách mạnh, lãnh. Ánh, hôi, lại là cho. Này là, nó là vỡ, nó có tên là, bỏ qua đi, tí nữa nhớ lại. Chu, khuếch, thiên, cam. Chữ này mình quên, mình phải nhìn thân, tập trung nghĩ, nghĩ xem mọi người lấy gì mọi người. Thiệt luôn á. Nó có nghĩa là vỡ tan tành, và nó được đọc là cát. Mình đã nhìn sang bên cạnh mọi người ạ. Cát. Ok, và cũng đã hết một Pomodoro. Cái gì? Pomodoro. Và nắng cũng lên rất nhiều rồi mọi người ạ. Quá, trời ơi, nắng này mọi người ơi. Wow. Have a nice day. Và chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và một ngày thật là ấm áp. Bye bye.